Trước khi vào video mình muốn giới thiệu cho các bạn một server Minecraft ở Việt Nam. Ở server này sẽ có chế độ game như sinh tồn trong trái đất tỷ lệ 1 trên 1 nghìn và rất nhiều chế độ sinh tồn khác. Trong server trái đất thì bạn có thể xây lăng bác hồ và thành phố riêng của bạn mà không bị giới hạn về sự sáng tạo trong server cùng bạn bè đặc biệt sắp tới server sẽ ra chế độ phiêu lưu như Genshin. Dành cho những bạn nào muốn chơi mà không có đủ dung lượng để tải Genshin Impact còn chần chờ gì nữa mà không vô server 2B4S. org he he con người và ma tộc đã chiến đấu dai dẳng suốt nhiều năm nay hai bên từ bao giờ vẫn chưa bất phân thắng bại nên anh hùng đã phải đứng lên để chiến đấu chống lại ma vương nhưng vì lý do gì đó mà người hùng đã bỏ lại đồng đội để một mình tiến đến lâu đài ma vương đang định lao đến tấn công thì anh hùng phải dừng tay vì ma vương là một cô gái xinh đẹp anh không tin người trước mắt là ma vương vì kích thước này rõ ràng là người tốt anh không tin nhưng sự thật thì cô vẫn là ma vương vì cha truyền con nối thì chịu thôi biết sao giờ cô định cho anh xem ra huy luôn thì anh né vì cô sâu hàng khủng quá anh quyết định không để con kiêu làm mù con mắt nên vẫn vung kiếm thì cô lại bình thản tiến đến do cô từ lâu đã muốn được gặp mặt anh cô muốn mời anh về quân đội thì anh từ chối vì cô đã gây ra bao nhiêu tội ác từ phá hủy thiên nhiên cho đến thao túng quan chức nhưng cô cho biết con người cũng phá hoại thiên nhiên không kém còn mấy ông quan thì vô lại nhưng thích đổ thừa là do quỷ suối chưa kể con người cũng giết không ít quỷ nên ai chẳng là nạn nhân Cô đã cho anh thấy việc con người và quỷ tộc thấy lợi ích từ chiến tranh đem đến ra sao khiến anh hùng thay đổi hết suy nghĩ. Cô cho biết đất nước hưởng lợi nhiều nhất là trung thổ nhưng anh cho rằng họ là người thành thiện khi đã cung cấp chi phí cho cuộc chiến. Nhưng cô cho biết sự thật rằng họ làm vậy là để có được an toàn. Vì như anh hùng từng thấy thì trung thổ hoàn toàn yên bình và chẳng có vẻ gì là lo lắng. Họ làm được là nhờ buôn bán được hàng cho cuộc chiến nếu nó kết thúc thì thật nghiệp sẽ xảy ra và hàng trăm người chết đói vì con người không đủ thức ăn để tiêu thụ nên vũ lực sẽ là thứ được đem ra giải quyết và đến lúc đó thì thậm chí là hàng triệu người sẽ chết đói cô sau đó đã dùng đèn chiều tâm trí để cho anh hùng thấy được thế giới mà cô mong muốn một thế giới yên bình và không có tác động xấu gì từ con người thế giới mà cô mong muốn sau chiến tranh nhưng điều đó vẫn còn xa vời nên cô muốn anh hùng giúp đỡ nhưng anh thẳng thừng từ chối cô cầu xin và dùng ánh mắt năn nỉ cũng không chịu thế nên cô đã đưa ra offer là cho anh một nửa thế giới để con người tự trị còn cô sẽ cai trị bên còn lại anh cũng chẳng còn hứng thú gì với việc đánh nhau nên cô lại đưa ra offer thứ hai là cho anh cả tấm thân này đổi lại anh sẽ nghe theo lời cô nhưng anh vẫn từ chối dù khuôn mặt có vẻ khá thích cô thuyết phục rằng dù anh có bắt hay giết cô thì vua con người cũng sẽ giấu đi và rồi ma tộc sẽ lại bầu lên một ma vương mới cơ bản là vì cuộc chiến này có lợi cho cả hai phe cho nên thế giới cô vạch ra là điều tốt nhất cho toàn bộ còn lý do cô muốn anh hùng là vì cô yêu anh thật cô cho rằng bản thân vẫn còn thiếu những điểm hấp dẫn ví dụ như việc tay cô có mỡ thừa cô chỉ có phẩm hạnh là thứ để tự hào cô sau đó đã tuyên thệ với lời đính ước giữa cả hai khiến anh hùng chịu mở lòng và chấp nhận cô cả hai đã biết con đường phía trước không có gì chắc chắn là sẽ được dễ dàng và có thể sẽ phải gặp những thứ kinh khủng cả hai sau đó đã lên đồ để bắt đầu những công việc đầu tiên ma vương lỡ bấm vào đèn khiến những hình ảnh xấu hổ xuất hiện khiến cô xin anh hùng hãy cứ quên như chưa từng thấy gì cô sau đó cũng tháo luôn cặp sừng ra vì cơ bản nó chỉ là đồ trang trí cả hai sau đó đã bắt đầu việc đi chiêu mộ dịch chuyển sai chỗ nên họ đã đi lại một chuyện và đến một ngôi làng nhỏ mới được lập gần đây vì ở đây họ không sợ lộ danh tính cả hai đi đến một nơi mà ma vương đã cho người đến từ trước để chuẩn bị sẵn nơi ở cô gặp lại hầu gái trưởng người đã giúp và ở cạnh cô từ rất lâu trước đây hầu gái trưởng lớn tiếng gọi ra thân phận của ma vương buộc cả hai phải đến để giữ miệng vì họ cần bảo mật thông tin thật kỹ và hầu gái trương cũng phấn khích vì cả hai đã làm lễ kết hôn tôi không biết ông tác giả có bị sao không chứ ổng chẳng đặt tên cho nhân vật nào ma vương cho biết cô luôn xem hầu gái trưởng như người nhà vì cô ấy là một người tuyệt vời cô hầu gái đã đi thông báo việc ma vương đến đây cho trưởng làng và chỉ nói cô là một quý tộc còn về việc của ma vương thì cứ loan tin rằng cô và anh hùng đang chiến đấu và đã bị thương nặng do cuộc chiến anh Hùng thì đã mất tích và điều đó sẽ ít nhất câu cho cô một năm yên bình mà không phải lo nghĩ về chiến sự. Cô sáng hôm sau đã đưa hầu gái và anh Hùng ra ngoài dụng và cho biết kế hoạch đầu tiên là cải tạo lại đất. Vì mỗi năm chỉ trồng được ba vụ mua nên giờ cô sẽ cải tạo lại cho thành bốn vụ. Anh Hùng thắc mắc vì việc này sẽ khiến đất nhanh chóng bạc màu nhưng cô sẽ cho mỗi mùa trồng một loại với mỗi tác dụng khác nhau. Ba mùa cho người ăn một mùa cho lợn ăn. Việc cho lợn ăn sẽ giúp chúng có thể thay họ xia tổ đất. Nhưng sau vấn đề đất thì cô đã tìm ra thứ mới là về giáo dục. Cô cần dạy cho người dân biết về những cách canh tác này, nhưng trưởng làng này lại quá cứng đầu, cô phải sớm tìm ra cách nếu không muốn mọi chuyện vô ích. Tối đó anh Hùng và Ma Vương có ít thời gian rảnh nên cả hai đã cố gắng thân mật hơn. Ma Vương muốn được anh Hùng nghỉ ngơi trong lòng cô anh năm luôn mà không nghĩ ngơi vì cho rằng giờ anh đã thuộc về cô nên cô yêu cầu anh điều gì cũng được. Cô nghe vậy thì khoái và định cúi xuống hôn cái thì đột nhiên chủ ngựa gặp vấn đề khiến cả hai phải chạy xuống xem. Ma Vương vẫn tiếc vì chỉ chút nữa là được. Lúc xuống đến nơi cả hai tìm được hai đứa trẻ và cô hầu gái đến và cho biết cả hai người này là nô lệ nhưng Ma Vương sửa lại rằng họ là nông nô. Là người được phép giữ tài sản cho riêng mình nhưng bị ép phải làm việc quần quật và bị bóc lột thậm tệ. Anh hùng bất mãn vì nô lệ các thứ vẫn còn tồn tại trước đến nay mấy trường hợp như này thì cô sẽ báo cáo lại để chủ nô đi bắt về nhưng anh hùng cho rằng việc này là quá đáng nhưng cô cho rằng việc này là để giữ hình ảnh của họ trong mắt dân làng ma vương dù đồng ý nhưng chấp nhận để cả hai ở lại một đêm và cho họ đồ ăn áo mặc hai chị em ăn xong thì cảm ơn và xin ma vương đừng báo cáo lại cho chủ nô nhưng cô hầu gái cho rằng cả hai tính làm gì khi trong tay không có một xu định lên kinh đô ăn xin hay gì nhưng đứa nhỏ cho rằng họ đã trốn được đến đây thì sẽ trốn tiếp được lên kinh đô để sống tốt hơn nhưng cô cho rằng những việc đó sẽ chẳng đi đến đâu vì cả hai thậm chí còn chẳng biết cách để làm việc kiếm tiền như một con người cô phải nói nặng để hai chị em nhận ra việc trốn tránh chẳng đem lại gì nên tốt nhất là nên tìm việc để làm cô chị đã xin được làm việc ở đây và cô hầu gái đã chấp nhận sau khi hỏi ý của ma vương vài ngày sau đó cô em gái vẫn đang học việc nên được cho đi giao bánh đến anh hùng đang đi săn Cô em gái thấy cuộc sống đã thay đổi khi được học và được biết chữ, anh hùng nhận thấy bản thân chẳng thể làm gì ngoài đi săn. Trong khi anh luôn muốn hòa bình để rồi lại chẳng biết làm gì khi hòa bình đó đến. Trong lúc đó, Ma Vương đang dạy cho vài học sinh khác về những thứ về quân đội và chiến tranh. Cũng như cuộc thập tự trinh đơn thuần cũng chỉ là một trận đánh nhằm kích thích người dân và phần nào để họ yên tâm sau khi xóa sổ được một thị trấn bên ma giới. Nhưng đám học sinh nhanh chóng khiến cô chán nản vì lũ này khiến cô chỉ muốn biến chúng thành ếch luôn cho rồi. Cô sau đó còn phải đi dạy cho trưởng làng nên anh Hùng đã đi theo cô. Anh Hùng tự hỏi việc cô chán nản thì đến bao giờ họ mới có thành quả thì cô tự tin bản thân đã có vũ khí bí mật trong dương này. Ngoáng cái đã 3 tháng trôi qua và dân làng đã áp dụng được cách canh tác mà Ma Vương đề ra nên đã tặng cô ít quà để cảm ơn. Lúc về nhà thì cô thấy học sinh cũng đã thân thiết với nhau hơn, cả hai vào trong nhà đưa lại hũ quà mà dân làng tặng cho cô hầu gái và rồi cùng anh Hùng di chuyển đến một thị trấn khác và tìm đến nhà thờ do con người rất sùng đạo nên họ cần tạo hình tượng tốt với nhà thờ vì đó cũng là nơi mà khoa học phát triển nhất lúc đến nơi sơ đã đi gọi trưởng tu sĩ đến và trong lúc đó thì anh hùng nhận thấy ma vương có đôi nét buồn mà cô còn không nhận ra đột nhiên người mà cả hai gặp lại vô tình là đồng đội cũ của anh hùng cô tát anh vì đã bỏ cả nhóm lại mà đi một mình bật vô âm tín một năm thì giờ lại xuất hiện với một cô gái xinh đẹp như ma vương đây cô đã giúp giải thích danh anh hùng đã đả thương ma vương và rồi bỏ trốn và được cô cứu giúp nên anh mới làm vệ sĩ để trả ơn việc anh hùng bị đồn là tử trận nên cô cùng hai người đồng đội đã được ban thưởng nhưng cô không muốn ăn trên xác đồng đội nên đã về đây để giúp đỡ mọi người anh hùng có hỏi về hai người còn lại thì ông già đã trở thành tình báo còn nữ phù thủy đã đi tiếp đến ma giới để tìm anh hùng giờ thì vào vấn đề chính ma vương đưa đến đây một loại lương thực là khoai tây và chỉ họ cách trồng trọt cũng như thu hoạch và bảo quản với sản lượng thu được sẽ rất cao nên việc người dân chịu đói sẽ giảm đi nhưng họ không thể ủng hộ về tài chính thì ma vương lại không cần cô chỉ muốn nhà thờ mở rộng quy mô và đến khu vực của cô để giúp cô tuyên truyền vì chỉ cần nói là lời của chúa thì người dân ai nấy đều sẽ nghe nữ tu cảm kích vì điều cô đã làm nên chấp nhận sẽ đích thân để giúp làng anh hùng lo lắng việc để hai cô gái này gần nhau thì sự thật về ma vương sẽ sớm bại lộ nhưng hai cô gái vẫn tự tin thách thức nhau Lúc ra về ma vương thấy tiếp theo họ cần đi mua phần bón từ nơi khác. Anh hùng sung phong nhưng việc này không hề dễ khi những nói bán số lương nhiều chỉ có liên minh kinh tế của các thương gia hoặc là từ một thủ lĩnh của một vùng duyên hải. Nhưng họ cần để ý đến liên minh thương gia hơn. Anh hùng nhớ lại việc bản thân từng được họ thuê để tuyên truyền và đó là hối hận lớn nhất đời. Tối đó, anh hùng đã dọn đồ vì được ma vương giao cho việc mặc giáp của ma tướng và xuống ma giới dẹp loạn một chút cô cũng viết ra tên cũng những người tướng có thể tin tưởng được để cần thì nhờ vả cô sau đó làm nũng và đòi anh hùng làm nghi thức chia tay vì cô hầu gái đã cho cô biết rằng cô nên tấn công trước nếu không muốn nữ tu sĩ kia cướp mất anh hùng cô xin một cái hôn tạm biệt thì anh chỉ hôn vào chán rồi dịch chuyển đi ngày hôm sau ma vương được một người của hội thương gia đến tặng quà cô ban đầu định từ chối nhưng rồi vẫn nhận hai người đến tặng không những mong muốn nhiều thứ mà còn cố tán tỉnh ma vương khiến xô phải kiếm cớ lại để đuổi về sớm Cô đã xa cách với anh Hùng được 6 tháng nên cô bắt đầu lo lắng dù anh vẫn gửi thư về thường xuyên, nhưng vì anh đi làm việc tốt nên được kha khá người muốn gả con gái cho. Lúc Ma Vương đã ngủ thì cô hầu gái đã tìm được anh Hùng đã trốn trong một thùng gỗ gần đây. Cô biết anh có thể về hàng tuần nhưng đã trốn tránh khỏi Ma Vương, do anh cho rằng bản thân chỉ giỏi trong chiến đấu mà Ma Vương chưa bao giờ giao cho anh việc gì liên quan đến nó, vì anh biết Ma Vương sẽ luôn giữ anh tránh khỏi mọi cuộc chiến để anh được an toàn anh đã giao lại bức thư vừa viết và nhờ cô hầu gái chuyển lại và khi nào sẵn sàng thì anh sẽ chính thức trở về. Một thời gian sau đó, trung thổ đã cấp vốn để đất nước một lần nữa ra quân, nhưng họ bắt phải ra hết quân một lượt nên nếu sai sót là toàn bộ quân binh đi chầu một xải. Cô tu sĩ đã nói với mấy người học trò về việc nên làm trên chiến trường vì cô không muốn họ chết một cách vô nghĩa và ngu ngốc. Cô sau đó đã đi than thở với cô chị vì cô chỉ là người dạy thay nhưng cô chị cho rằng cô dạy còn tốt hơn anh hùng cô chỉ làm việc này là vì cô tin anh hùng đang tin tưởng cô nên mới giao cô việc này vài ngày sau đó cuộc chiến đã sắp sửa bắt đầu vì phe con người muốn chiếm lại một hòn đảo còn anh hùng thì vẫn thường xuyên đi đánh kẻ xấu cứu người quân đội lúc này đã chính thức lên đường nhưng chính nội bộ quân lính cũng đã bắt đầu có lục đục nên chẳng ai chắc vụ này sẽ đi về đâu anh hùng thì cũng mới lấy được thông tin về việc quân đội có chia ra đến bốn lực lượng những người trong thị trấn này đều là bọn quý tộc và không ngần ngại bóc lột từ ma tộc để sống an nhàn anh nhận ra kết cục thật sự của chiến tranh nên tự hỏi ma vương sẽ làm gì. Anh được nghe thêm về một thành trì phía đông đối xử với ma tộc rất tốt nên đã cùng cô gái anh vừa cứu lên đường đến đó. Lúc đến đó thì nơi này đã sụp đổ và ma tộc thì nguyên rủa con người khi đối xử thậm tệ với họ. Anh hùng thấy hiện thực này thì càng muốn giúp ma vương biến thế giới này thành nơi lý tưởng như cô muốn. Trong lúc đó, thử thách thật sự khiến quân lính không muốn ra trận đã xuất hiện. Một con thủy quái lần lượt kéo từng tàu xuống biển tàu chỉ huy cũng không tránh khỏi xúc tu của nó và bị kéo chìm. Đông Hoàng tử cho rằng việc những người kia bàn tính kế hoạch sơ sài đã phải trả giá bằng mạng của 6.000 binh sĩ. Anh quyết định lên ngôi vua để có được quyền hành cao hơn nhằm tránh những sự cố ngoài ý muốn như vừa rồi. Trong lúc đó, Ma Vương đã thú nhận với nữ tu sĩ về thân phận thật của cô, nhưng nữ tu sĩ hỏi cô có làm gì để thấy tội lỗi hay không nếu không thì cô chẳng có lỗi gì cả. Cô cũng chẳng bất ngờ lắm vì trước đây anh hùng cũng đã thú nhận điều này với cô cô muốn ma vương chứng tỏ việc cô có thực lực để tranh giành anh hùng với cô ta vì anh hùng đã tin tưởng khế ước với cô nên giờ cả hai cũng có thể làm bạn nhưng cô cũng nói thẳng là bản thân sẽ không từ bỏ anh hùng đã tròn một năm kể từ khi cô và anh hùng xa cách đêm đó ba chị em hầu gái đã đi chơi hội năm mới ma vương nằm ở nhà nhớ nhung về anh hùng thì anh trở về nên cô lao vào đánh tơi tấp do chẳng chịu về nhìn mặt cô cả năm anh cho rằng bản thân bận việc xử lý những thành phần cực đoan mà cô giao nhưng cô cho rằng anh chỉ cần một chiêu hủy diệt toàn bộ là xong. Có điều anh nhận thấy có nhiều người và ma tộc vẫn đang bám víu vào cuộc sống nên mới phải tìm cách khác. Cả hai đã cãi cọ một lúc và rồi nghe thấy tiếng nhạc nên đã quyết định nhảy một bài. Ma Vương ngại nên cố bỏ chạy thì anh hùng dùng dịch chuyển bám theo. Cả hai đã nhảy một bài dưới ánh trăng và anh nói đây chính là món quà năm mới anh tặng như để chuộc lỗi với cô. Cô cũng định tặng anh một cái hôn thì hết nhạc nên đành dừng lại anh hùng sau đó lại lên đường và hứa sẽ chiến lại thành phố kia trong một tháng. Ma Vương cũng hứa sẽ đến giúp anh nên lần sau cả hai gặp mặt sẽ là ở chiến trường. Khi đã căn dặn nhau đầy đủ thì anh hùng đã lên đường. Vài ngày sau, Ma Vương đã bắt tay vào làm vài quả tên lửa để có đồ dùng trong trận chiến. Cô chị gái có hỏi về chiến tranh là gì và tại sao nó lại phải xảy ra thì Ma Vương cũng chẳng biết trả lời sao. Cô cho rằng chiến tranh cũng giống như hai đứa trẻ khi chúng cảm thấy người đối phương không giống mình và khác biệt thì xung đột sẽ xảy ra dù xung đột có thể giải quyết bằng cách êm đẹp nhưng ai cũng rõ việc xung đột luôn là thứ đi đầu nhưng không phải xung đột nào cũng dẫn đến chiến tranh cô tu sĩ lúc này đã tìm đến doanh trại của quân đội đông hoàng tử và gặp lai ông bạn cũ ở đây ma vương thì đã chuẩn bị đầy đủ tư trang để lên đường tương trợ anh hùng trong lúc đó anh hùng đã cùng những tiên nữ chuyên về ảo thuật biến thành kỵ sĩ tử thần để dọa quân địch khiếp vía mà bỏ chạy anh cũng đã gọi một con đại bàng và nhờ nó gieo rắc ác mộng đến cho thập tự binh chỉ huy quân thập tự đã tỉnh giấc thì nghe tin những thủ lĩnh đòi bỏ về do sợ hãi trước kỵ sĩ tử thần ông ta không cần biết bằng cách nào gai gú rượu chè gì thì cứ đưa ra hết mà giữ mấy tên thủ lĩnh ở lại vài ngày sau ma vương đã đến gặp đông hoàng tử hay đúng hơn là đông vương đột nhiên ông chú anh hùng nhận ra gì đó cứ tưởng ông ta nhận ra quỷ khí nhưng thực ra là ông ta muốn ngắm cặp bưởi của ma vương cô tu sĩ đã gõ cho ông một bình nước cô đến đây gặp đông vương là vì muốn biết lý do anh ta cố gắng với cuộc chiến anh cho biết là bản thân muốn lấy lại danh dự và nếu chiếm được thì đường giao thương sẽ mở ra và họ sẽ không còn là nô lệ cho trung thổ khâm phục kế hoạch đó nên ma vương đã đề xuất cho anh ta một kế sách tác chiến vì đường thủy thì họ sẽ bất lợi nên tối đó cô đã cho người đi đập những tảng băng và kéo về xếp thành một đường qua bờ bên kia những vết nứt sẽ dùng nước và muối ném vào để liền lại cô chỉ muốn họ nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu tác chiến lúc lên cầu chiến đấu đội quân bên địch cũng đã đưa quân ra đánh trả. Đội quân của con người ban đầu có vẻ thắng thế nhưng rồi con mực khổng lồ chui lên và theo sau đó là hàng loạt thủy quân của địch khiến bên con người dần bị đẩy lùi nhưng họ vẫn kiên cường chống trả. Sau một ngày trời, con người đã gần như thắng thế khi giết được con thủy quái và hàng loạt quân địch trong khi quân đồng minh thì vẫn còn số lượng ổn định. Lúc báo cáo lại, thiệt hại của họ hôm nay chưa đến 500 nhưng quân địch vẫn còn đến 8.000. Người ta ước tính nếu muốn thắng chắc kèo thì họ phải có quân số gấp 3 nhưng số lượng hiện tại chỉ có 12.000, gấp đôi còn chưa nổi. Trong khi đó, quân địch còn có một tướng quân bất khả chiến bại và một pháo đài bất khả xâm phạm. Đột nhiên ở khu vực dịch chuyển gần đó, quân thập tự đồng loạt được phái đến để trợ giúp cho đội quân của Đông Vương. Việc thành phố kia bị mất đi hàng loạt lính nên ông chỉ huy lo rằng quỷ nơi đây sẽ vùng lên đòi lại quyền dân chủ nên. Đành ban lệnh là nơi này sẽ là thành phố giao thương giữa người và quỷ và không bên nào có quyền hạn ưu tiên ở đây. Trong lúc đó, Bên của Ma Vương đang gặp khó thì anh hùng trở về cứu giúp. Anh là người đã dọa cho quân lính thập tự phải sợ hãi mà chạy đến đây, nhưng đột nhiên chỉ huy của địch đã ra trận nên nữ tu sĩ cũng quyết định ra quyết đấu với ông ta. Cô chặn được những đòn như trời giáng của ông ta nên Ôn GTA đã dùng hơi thở băng giá để tấn công. Cô đã dựng tường đá phản lại khiến ông ta bị đóng băng. Ông ta nhanh chóng phá băng và tiếp tục tung đòn thì cô đã chạy theo vũ khí để nhảy lên đầu và rồi giáng một đòn quyết định cả trận chiến chỉ huy địch đã gục ngã nên nữ tu sĩ cho người dọn nốt đám tàn quân anh hùng và ma vương đứng trên pháo đài nhìn xuống và đã có thể yên lòng tối đó đông vương đã tổ chức đại tiệc đãi quân hai cô gái được vinh danh khi đem lại chiến thắng anh hùng thì đã gặp lại ông chú năm xưa ông biết anh hùng cố ý không tham gia vì một mình anh có thể quét sạch cả đội quân nhưng lai bị cô lập bởi chính sức mạnh nó năm xưa anh rời bỏ họ là để không kéo họ bị cô lập chung với anh nhưng ông muốn anh hùng về lại nơi đây để sống và ông hứa đát nước này sẽ không để anh phải cô đơn sau cuộc chiến tình hình đã chuyển biến tích cực hơn anh hùng và ma vương đã có thời gian ở riêng với nhau nữ tu sĩ giờ được đổi thành nữ kỵ sĩ và thường xuyên đi săn và mang đồ đến đông vương đã cho nhiều nông nô và người tị nạn tham gia quân ngũ và tích cực điều tra nạn tham nhũng anh hùng và nữ kỵ sĩ đã rủ nhau đi đấu kiếm và cô đã có thể bắt kịp được tốc độ của anh hùng Cả hai đã rủ nhau đi tắm và anh hùng chia sẻ việc bản thân ghen tị với cô và ma vương vì cả hai có thể giúp được con người và hy vọng được vào một thế giới. Hòa bình cho hai bên trong khi anh đã nhận ra một điều trong chuyến đi rằng chẳng thể nào có hòa bình giữa hai loài vì phe nào thua thì sẽ bị dìm vào địa ngục. Anh biết giờ mà không hành động thì quỷ tộc cũng sẽ sớm ra tay. Cho nên anh thấy ma vương rất tuyệt khi cố có thể mơ về được một thế giới tốt đẹp dù cô biết rõ những rủi ro đó nhiều hơn anh cô kỵ sĩ cũng thấy bản thân thua kém ma vương nhưng anh cho rằng cô cũng tuyệt không kém anh sau đó được cô em hầu gái cho uống thử một ly nước cam lạnh mà cô nhóc tự làm anh thấy cô bé rất có tiềm năng làm đầu bếp và mới năm nào còn nấp sau chị giờ cô em đã có thể vui tươi hoạt bát như này anh hùng sắp tới phải đến tham gia một bữa tiệc của long vương ma vương muốn anh về ngay khi tiệc kết thúc nhưng anh bị đủ người giữ ở lại nên vẫn không chắc được sẽ về sớm với cô hay không trong lúc đó tên chỉ huy thánh quân đã bị đưa ra tòa án binh vì tội rời bỏ thành phố để đi tham gia một trận chiến không cần thiết. Hắn cố giải thích rằng đó là một trận chiến sinh tử và nhờ hắn thì Đông Vương mới thắng lợi. Nhưng hội đồng cho rằng hắn chỉ đến vào phút chót và hắn thậm chí còn chẳng mất quá nhiều binh lực. Hắn bị tuyên án tử và bị đem giam giữ chờ ngày thi hành án. Ngày hôm sau, anh hùng đã tham gia bữa tiệc với tư cách là hắc kỵ sĩ và là đại diện cho Ma Vương đi tham gia. Sai khi tiệc kết thúc thì anh đã cùng ông chỉ huy mới của Thánh quân đi nhậu một bữa. Con gái Long Vương lại tìm đến và muốn anh hùng làm chồng của cô nếu không nước mắt cô sẽ tuôn như suối. Nhưng đột nhiên một cơn rung chấn xảy ra và đây đã là lần thứ hai trong tháng này buộc Ma Vương phải chuyển đồ về lại cung điện cũ ở ma giới. Cô sau đó đã cùng anh hùng và hầu gái chị đến thiết quốc để tìm hiểu về nghề rèn. Tối đó An Hùng đi ngủ một giấc thì hai cô gái tìm đến nói là muốn uống trà với anh. Nhưng hai cô gái đã tranh luận với nhau ở ngoài và không ai chịu nhường ai nên cô hầu gái đã quyết định. Bản thân sẽ vào cho công bằng nhưng cả hai đều phản đối nên cô gọi hồn ma đẩy luôn cả hai vào trong. Anh Hùng bật dậy và hai cô gái thì vãn cố chia nhau về việc ở chung với anh Hùng. Anh thì đang buồn ngủ gật gù mà vẫn cố tỉnh vì hai cô vợ, cả hai quyết chia nhau mỗi người một bên. Ma Vương cho biết cô sắp phải về ma giới một thời gian để tái ký hợp đồng Ma Vương và cũng để thăm mộ của những người tiền nhiệm. Rồi còn tập hợp quỷ và làm đủ thứ nên cô đã nhờ nữ kỵ sĩ trong nom anh Hùng giúp cô sáng hôm sau. Trước khi đi cô đã cho hầu gái chị một chiếc nhẫn có thể thay đổi diện mạo nên cô giúp trong việc đóng giả bản thân khi ở đây. Anh Hùng sau đó dã dịch chuyển cô và hầu gái đi và nói lời tạm biết trước khi anh tham gia vào nhiệm vụ riêng. Trong lúc đó, tên chỉ huy thánh quân đã được lão áo trắng này thả ra hắn thề sẽ khiến Đông Vương phải trả giá. Vài ngày sau, tên quý tộc từng cố tán tỉnh Ma Vương lại tìm đến để tiếp tục ý định cũ hầu gái chị đã phải dùng nhẫn để cải trang nhưng nói chuyện một lúc thì trực giác đã cho anh ta biết ma vương trước mắt là giả vì cô không được sắc bén và nhanh nhạy như ma vương thật anh hùng đi vào và tháo nhẫn của cô và cho cô ra ngoài anh sau đó cũng đến chào người bạn cũ vì cả hai đã quen nhau trước đây áo vàng từng nhờ anh đứng ra tuyên truyền kêu gọi người dân và giờ anh hùng muốn thù lao như đã hẹn trước đây là một bữa nhậu với áo vàng anh đã đưa áo vàng dịch chuyển liên tục vào lần để đến được quỷ giới và cho anh ta biết ma vương là quỷ tộc anh đã cho áo vàng thấy thành phố trước đây từng bị con người chiếm đóng nay đã trở thành nơi giao thương giữa người và quỷ ra sao nhờ đó mà nơi này đã có số lượng người dân đông nhất lục địa ma vương cũng xem khu này là vùng trung lập nên sẽ không áp đặt gì anh cũng đã chọn là đại diện của quỷ tộc thay vì người hùng vì việc làm người hùng khá cô đơn long công chúa sau đó cũng đã tìm đến theo yêu cầu của anh hùng để làm một bữa tiệc rượu đãi ông bạn trong lúc đó ma vương đã gặp lại được người đồng đội cuối của anh hùng là nữ pháp sư và đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với cô anh Hùng hỏi ông bạn thấy sao về Long công chúa vì hàng họ của cô cũng không phải hạng vừa. Cả hai tiếp tục trò chuyện về thành phố và anh Hùng có hỏi đến việc ông bạn có sẵn sàng mua lại thành phố này nếu anh bán hay không, vì anh muốn nghe xem ông bạn thương nhân của mình sẽ thấy được những lợi điểm gì ở thành phố này. Ma Vương lúc này đã tiến vào trong mộ của những người tiền nhiệm và muốn hầu gái hứa là sẽ giết cô nếu cô bước ra với một tính cách khác bây giờ. Sáng hôm sau đột nhiên nữ kỵ sĩ chạy đến tìm anh Hùng và muốn anh nhận lấy thanh kiếm của cô và trở thành chủ nhân của cô vì cô biết rõ một ngày nào đó anh sẽ lại rời đi và bỏ cô lại như trước đây anh đã nhận thấy kiếm và phong tước cho cô như là cận vệ của bản thân cô đã hoàn thành mục đích là biến thân thể và thanh kiếm này trở thành của anh hùng anh muốn biết có chuyện gì xảy ra với cô trong một tuần nay nhưng cô lại quay lại và cười rồi cho rằng ban nãy cô chỉ đang trêu anh hai chị em hầu gái đi quanh làng và được người dân cho đồ nhờ đó mà cả hai biết hầu gái trưởng trước đây chẳng hề có ác ý với nông nô vì cô đã giúp đỡ toàn bộ nông nô trong làng trong lúc đó ở vị trí của đông vương sứ giả của quân đoàn thánh đã tìm đến và cho rằng đông vương đã mạo phạm chúa nên họ sẽ dẫn quân thanh trừng nước của anh trong lúc anh hùng cùng ba cô gái ở nhà đang chuẩn bị ăn tối thì đông vương cùng ông bạn đã tìm đến cầu cứu họ cho biết những kỹ thuật mà ma vương đưa đến đã bị thánh quốc cho rằng cô là dị giáo và những kỹ thuật cải tạo đất đai và canh tác bị xem là của ác quỷ anh hùng đã nghĩ ra kế hoạch anh sẽ để hầu gái chị đeo nhẫn và cải trang thành ma vương và giúp đông vương thoát khỏi tội cấu kết với dị giáo khi cô bị đưa ra khỏi địa phận của đông quốc thì anh hùng sẽ đến cứu cô dù có phải chống lại cả toàn bộ thánh quân anh bạn thương gia của anh hùng đã nghe về vấn đề cấp bách hiện tại nên đã gọi một người có công chức vào để nhờ anh ta giúp đỡ cản trở hội đồng để câu cho anh hùng một ít thời gian người dân cũng đã bắt đầu nổi dậy vì họ không tin ma vương là kẻ dị giáo tất nhiên họ chỉ nói vậy vì chưa biết được danh tính thật của cô họ chỉ biết cô là một học giả đang mong muốn cải thiện đời sống của người dân anh Hùng sau đó đã vào thông báo cho hầu gái chị biết thời gian đã sắp đến. Cô chị bất lực khi người dân ai cũng coi trong ma vương còn cô chỉ là vì làm phục vụ cho ma vương nên mới được tiếng thơm lây từ dân làng. Cô vẫn rất vui và thấy nơi này quả là một nơi tuyệt vời. Có điều giờ cô phải để lại đứa em để một mình chạy trốn. Cô kỵ sĩ cho rằng anh hùng sẽ chắc chắn cứu cô và họ sẽ còn gặp lại nhau. Cô chị đã để bản thân bị bắt và áp giải ra trước dân chúng. Cô bị đánh đến đổ máu đông vương muốn can thiệp thì ông chú đã cản lại và ông thề sẽ bắt đám người này trả giá vì đã làm điều này với cô cô đã đứng lên và nói lên nỗi lòng mình trước toàn bộ người dân cô kể lại việc bản thân từng là nông nô gia đình cô bị địa chủ đàn áp đến chết nên cô và em gái đã bỏ chạy khỏi nơi đó để cùng nhau tìm nơi sống sót cô đã từng chỉ là sâu bọ nhưng giờ cô đã sẵn sàng đứng đây để tuyên bố và xem bản thân là một con người nhưng cô bị tên sứ giả đây đánh vì nói nhảm khi là dị giáo nhưng cô vẫn khẳng định bản thân là một đứa con của thần ánh sáng và cảm tạ người khi đã ban cho họ tự do và quyền được sống quyền được lựa chọn nhưng ông ta muốn người dân lấy đá ném cô nếu không sẽ bị xem là dị giáo khiến cô phải lên tiếng cho rằng họ được quyền lựa chọn ném cô hay không cô không trách họ nếu họ chỉ làm theo ý muốn của bản thân nhưng nếu họ chọn nghe theo lời đe dọa thì họ chỉ là sâu bọ không tự quyết định được cuộc đời cô sau đó cũng kiệt sức mà gục người dân đã quay qua ném đá lão kia ông ta ra lệnh cho lính sử trảm thì họ cũng bị ăn đá lây nhưng khi tính làm lại thì đông vương đã đứng ra bảo vệ cô họ đã được cô khai sáng vì lâu giờ họ luôn e sợ trước thành quốc và rồi bị trở thành sâu bọ từ lúc nào không hay cô kỵ sĩ cũng đã nhắc cho ông ta nhớ lời dạy của chúa ra sao và đông quốc đã quyết định che chở cho học giả và tôn cô lên làm một vị thánh người dân tin cô là một vị thánh hơn là một kẻ dị giáo và cho rằng ông ta là kẻ dối trá ông ta chấp nhận trở về và thề rằng họ sẽ phải trả giá khi đối đầu với nhà thờ anh hùng cũng đã có thể thở dài nhưng anh biết rõ sắp tới họ sẽ phải đối đầu với cả thánh quốc cả hội phải họp lại vì vấn đề chiến tranh với thánh quốc còn to lớn hơn khi đối đầu với pháo đài của thủy quái lần trước và cũng vì bài phát biểu của hầu gái chị mà nông nô giờ đây đã nổi dậy chống lại địa chủ cho nên giờ khó khăn nhất bây giờ là đông vương phải trả lời ra sao với dân chúng đứng về phía dân chúng hoặc khuyên họ dừng khởi nghĩa để thánh quốc không đưa quân sang chiến tranh và họ biết một khi chuyện đó xảy ra thì kết cục bị thánh quốc càn quét là điều không thể tránh khỏi anh hùng chẳng biết nên làm gì trong tình thế hiện tại vì thánh quân hiện tại là khu vực nắm giữ số của cải nhiều nhất và là đỉnh của xã hội lúc này. Hầu gái em đã đưa đến hai chiếc bánh để cả hội ăn cho có sức nghĩ tiếp. Trong lúc đó, anh bạn thương gia đã điều tra về tình hình kinh tế lúc bấy giờ và đã nghĩ được cách để giúp anh hùng. Vì anh và Ma Vương đã cho anh thương gia thấy họ có tiềm năng phát triển ra sao. Anh thương gia đã cho người mua hết hàng hóa, từ quặng đủ loại cho đến lương thực như lúa mì, nên mua hết nhiều nhất có thể trước tuần tới họ mua hết lúc này để tích chữ vì sắp tới cơ hội bán ra được sẽ rất cao bên anh hùng lúc này đang kẹt với vấn đề tuyển quân quý bà đây cho rằng họ nên dùng một bài hát để truyền đạt đến cho dân chúng nhưng hầu gái chị lo rằng thánh quốc sẽ xem đó là tuyên truyền dị giáo khiến người dân không dám tham gia vì họ rất có lòng tin vào thần linh cô đề nghị đổi sang một vùng phía nam để tuyển quân do nơi đó con người rất dễ tính và không có phân cấp nên truyền bá ở đấy sẽ hiệu quả hơn nghe khá mơ hồ nhưng hiện tại đó là cách duy nhất khả quan anh thương gia lúc này cũng đã cho người lấy văn thư này đi đặt trước lúa mì từ các nông trại vì mùa đông sắp tới sẽ chẳng trồng được nhiều nên anh đặt trước cho vụ mùa hè anh chi sạch tiền để thâu tóm hết các nguồn cung lương thực vì một khi chiến tranh đến thì lương thực cung và cầu sẽ bị lệch đi nên cơ hội đó anh có thể ép giá cao lên và nổi danh khắp châu lục và chỉ không lâu sau đó giá của lúa mì đã bắt đầu tăng lên mỗi bao bán ra thì bao kế đến sẽ đắt lên một chút anh cho lệnh chỉ bán lại cho những địa chủ còn người của Thánh Đô mà mua thì không bán. Không lâu sau đó thì mọi thứ đã càng ngày càng khủng hoảng khi giá cả ở Thánh Quốc đã bị biến động. Quý tộc tích trữ được bao nhiêu của cải thì giờ cũng chẳng để làm gì khi không còn hàng để mua. Đông Vương lo sợ nếu cơn khủng hoảng đó mà kéo đến đất nước anh thì nền kinh tế chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Cách duy nhất bây giờ là họ phải trả thuế cắt cổ để mang lương thực về nhằm tránh việc Thánh Quốc sẽ mua thâu tóm hết hàng và mùa đông này họ sẽ phải chết đói. Đêm đó long công chúa đã tìm đến được nơi trú ẩn của anh thương gia để đặt mua của anh một lượng lớn muối vì ở quỷ giới nó là hàng xa xỉ và chỉ có anh mới có thể cung cấp đủ cho cô lúc này anh ta khá bất ngờ khi cô đến đây mà không bị lộ thì cô cho biết chỉ cần ít bùa mê là cô đã thoát được nhưng nhờ việc cô đến đây mà anh thương gia hiểu ra được vài thứ mà anh hùng từng nói trước đây ta lúc này cũng được biết việc ma vương phải đi đến lăng mộ của những người tiền nhiệm và cả lời hứa với hầu gái trưởng về việc mất đi lý trí Lý do là vì để có được sức mạnh của Quỷ Vương thì cô sẽ phải đánh đổi bởi việc mất đi lý trí, nhưng cô đã không chọn điều đó mà chỉ nhận ít sức mạnh và thay đổi thế giới bằng tri thức. Còn về sức mạnh thì cô đã có Anh Hùng lo liệu. Cô từ lâu đã biết đến Anh Hùng và mong một ngày nào đó được gặp anh. Quay lại với Anh Hùng, chiến thư đã được gửi đến và họ chỉ còn 10 ngày trước khi trận chiến xảy ra. Anh Hùng không hề muốn chiến tranh vì Ma Vương cũng giống như anh. Anh thấy bực bội vì lúc cần Ma Vương nhất thì cô lại không có ở đây. Anh đã hỏi Đông Vương rằng họ có thể cầm cự bao. Âu trong trận chiến mà không để một ai phái chết. Anh cho rằng phụ thuộc vào thời tiết thì anh có thể cầm cự một tháng. Và hai tuần nữa thì tuyết mới bắt đầu rơi nên anh hùng có sáu tuần để làm mọi thứ có thể nhằm ngăn cuộc chiến lại. Anh thương gia sau vài ngày đã nghe được tin Thánh Quốc muốn ban hành tiền mệnh giá mới và tỷ giá ban đầu. Thì 20.000 đồng vàng sẽ đổi được 14.000 nhưng giới cầm quyền muốn ăn chặn nên đã giảm xuống còn 10.000. Anh Thương Gia chưa cần để tâm vì sớm muộn gì nó cũng sẽ lệch giá thêm nữa, đang cho quân chuẩn bị tư trang chống lạnh thì Đông Vương nghe tin ở một phía khác thì quỷ tộc lại xuất quân để tấn công. Do không thể lãng phí quân lực nên anh hùng đã nhận nhiệm vụ đứng ra giải quyết với bên quỷ tộc. Bộ trưởng kinh tế của Đông Vương thì đã tìm đến anh Thương Gia vì biết rõ anh ta là người đã gây nên vụ việc lần này. Tuy nhiên anh ta sẵn sàng thỏa hiệp và giúp đỡ Đông Quốc nếu được đáp ứng 4 điều, đầu tiên là anh muốn được miễn thuế thứ hai là muốn thuê lại hòn đảo mà đông quốc đã chiếm được từ quỷ tộc vì nơi đó là một mỏ muối lớn để khai thác thứ ba là anh muốn được thành lập các ngân hàng có đặc quyền với liên minh thương gia và cuối cùng là anh muốn số khoai tây còn lại trong kho ông đã suy xét và thấy kèo này khá ổn vì thứ đang cần bây giờ là lương thực và anh là người có lương thực nhiều nhất lục địa bây giờ anh hùng lúc này đã tiến đến nơi quỷ tộc đang hành quân định đàm phán thử thì anh vô tình gặp lại cô bạn pháp sư năm xưa còn ma vương lúc này cũng đã ra khỏi lăng mộ và hầu gái trưởng đã tuân theo lời hứa mà kiểm tra cô thấy cô có điệu cười đang kinh tởm thì hầu gái đã ngay lập tức chiến đấu cô muốn đòi lại chủ nhân tuy nhiều tính xấu nhưng lại là một người hiền hậu trước kia ma vương cho rằng người kế nhiệm đã quá nhu nhược nên mới để một tiểu quỷ như cô hầu gái lộng hành nói xong thì ma vương đã một nhát chém đứt tay của cô hầu gái nữ pháp sư đã cho anh hùng biết vị trí lúc này của ma vương và nhờ anh đến cứu giúp cô vì lúc này chỉ mình anh có thể việc chặn đoàn quân quỷ tộc cô sẽ thay anh làm còn anh thương nhân lúc này đã cho ông bộ trưởng kinh tế biết lý do cho việc anh làm là để tạo ra một đơn vị tiền tệ song song và thứ đó chính là lương thực anh muốn nhân cơ hội này để có thể mở rộng giao thương ra đến lãnh địa của quỷ tộc và làm ăn trên toàn thế giới và long công chúa đây chính là một minh chứng cho sự giao thương giữa con người và quỷ tộc còn anh hùng thì vẫn đang đến cảnh cổng dẫn đến quỷ giới cô pháp sư đã dùng toàn bộ sức mạnh để dịch chuyển toàn bộ quỷ tộc trở về chỉ trong một chiều anh Hùng thấy cô đã hơi quá tay nên bản thân cũng làm một pha hơi quá theo cho đủ cặp. Anh gọi sấm sét đánh xuống cánh cổng và mở thẳng đường qua quỷ giới. Trong lúc đó, quân đồng minh đã lập một hàng phòng thủ để chống lại đoàn kỵ binh của địch. Họ dùng nỏ và tên rồi trốn dưới rãnh đã đào sẵn và bắn hạ địch từ xa. Quân địch quyết định dùng số đông để áp đảo và nhắm vào cánh yếu của đoàn quân. Họ vẫn không hề sợ hãi mà cho kiểm tra lại nỏ và tên để sẵn sàng cho đợt tiếp theo. Anh hùng bây giờ đã qua đến quỷ giới nhưng nó dường như là một thế giới với trọng lực ngược lại với nhân giới. Pháp sư muốn anh mau chóng đến lâu đài quỷ vương chứ đừng có hỏi gì hết. Cô hầu gái giờ đã hoàn toàn bất lực nên chỉ đành nhốt ma vương lại vào bên trong và đóng cổng để câu thêm giờ. Vì chỉ cần ma vương thoát ra khỏi đây một lần nữa thì cô chắc chắn mất mạng. Anh hùng đã phải tăng tốc và thành công vào được lâu đài quỷ vương nhưng vẫn chưa đến được nơi sâu nhất. Nữ kỵ sĩ lúc này đã cùng quân lính ngồi nghỉ và cho biết họ sắp tới sẽ cần chuẩn bị một ít có khô. Vì lính địch chắc chắn sẽ vào nhà dân để kiếm cỏ về cho ngựa nên họ chỉ cần đưa cỏ mà họ đã đem trộn với nước ô nhiễm để đánh bả lại lũ ngựa của địch. Chỉ huy của Đông Quốc đã được báo cáo lại về kết quả. Sau trận hôm nay thì bên họ thiệt hại mất 80 và 200 người thì bị thương. Nhưng quân địch thì lỗ nặng khi chúng mất đến hơn nghìn người. Một tên đã bỏ trốn vào thị trấn và đang bị săn lùng. Anh hùng lúc này đã đến được chỗ của cô hầu gái và tiến vào trong trạm mặt ma vương. Thấy cô vẫn bình thường khiến anh lơ là cảnh giác buộc cô hầu gái phải cảnh báo anh rằng ma vương đã bị những linh hồn tiền nhiệm ám vào. Nữ pháp sư lúc này đã trở về và mang theo cách để có thể dừng cuộc chiến. Cô cho biết đến nay bệnh đậu mùa vẫn là một thứ khiến cả lục địa dối não. Nhưng cô đã mang từ quỷ giới về đây một cuộc giấy có chứa cách để chữa được bệnh đậu mùa đó. Nếu họ nghiên cứu được thuốc chữa và bán nó ra cho toàn thể người dân thì sẽ dừng được chiến tranh và còn làm được cầu nối giữa họ và quỷ tộc vì cô cho biết chính quỷ tộc là người đã tìm ra phương pháp này. Bộ trưởng Kinh tế sau khi tiếp xúc với Long Công Chúa thì cũng đồng ý và muốn Đông Vương cân nhắc. Hai chị em hầu gái lúc này đang làm việc và trông chờ khi Đông đến thì anh hùng sẽ giải quyết được cuộc chiến. Anh hùng thì đã không chiến đấu mà quyết định ôm lấy ma vương và thông não cho cô thức tỉnh. Cô đã thức tỉnh và đuổi được linh hồn của những người tiền nhiệm và gặp lại được anh hùng. Chỉ huy của Đông Vương lúc này đang đi tuần tra thì nhận thấy có người chết quanh đây nên cảm nhận được điểm xấu. Anh nghe được tiếng hét của hầu gái em nên nhanh chóng tìm vào và cản tên một mắt trước khi hắn làm hại cô chị. Anh Hùng đã giúp cô hầu gái chữa lại cánh tay nhưng nó chắc chắn sẽ để lại sẹo. Anh sau đó phải tìm điểm nào phù hợp để kể lại toàn bộ cho ma vương. Lính của thánh quân lúc này cũng đã chán ngán khi đồ ăn thì chỉ có súp chứ chẳng có cơm. Ngựa thì không đi nổi do bị đánh bả mà bên chỉ huy thì vẫn đang tranh giành nhau về vụ chia đất đai sau cuộc chiến du họ còn chưa chắc có thắng nổi hay không. Lính địch đã tạo phản mà tự phát động cuộc chiến nhằm vào Đông Vương nữ kỵ sĩ cho rằng anh không cần lo vì cô sẽ tự đi xử lý đám này anh chỉ huy vẫn còn chiến đấu nhưng bị thua thế so với tên một mắt anh dùng tay đỡ kiếm vì đã có bọc thép từ trước và rồi túm hắn và nhảy xuống dưới cầu thang nữ kỵ sĩ đã ra trận và cô cho đến một đợt rồi lùi cứ lên từng lượt rồi rút và sau đó thì chia nhỏ quân ra chạy theo nhiều hướng nhằm phân tán lực lượng địch do ngựa địch cũng sắp hết sức nên càng câu giờ họ sẽ càng có lợi bên hai chị em phát hiện tên một mắt đã chết còn chú chỉ huy vẫn còn sống sót khi lấy kiếm găm vào từng để giữ lại nữ kỵ sĩ đã tập hợp quân lại để tiếp tục tấn công đợt cuối nhưng chỉ đẩy ngã chứ không giết tuyết cũng đã bắt đầu rơi và họ đã có thể yên tâm khi đã câu được thời gian một tháng nữa cho anh hùng nhà thờ một thời gian sau đã quyết định dồn toàn lực để tổ chức một cuộc thập tự trinh vì chúng đã tìm ra một thứ vũ khí mới là súng đạn chúng tự tin chỉ cần có thứ vũ khí này thì sẽ chiến thắng và giành được ma giới Ma Vương lúc này cũng đã tập hợp người dân và lấy anh hùng hay hắc kỵ sĩ ra để thị uy sức mạnh nhằm tạo được uy danh trước người dân. Anh bị bắt phải thị uy nên đành bắn một phát khiến cả quả núi bay màu làm người dân hò hét. Cô tuyên bố bản thân sẽ triệu tập toàn bộ thành viên cấp cao của những chủng tộc để họp. Người dân nghĩ là cô sẵn sàng để chiếm lại nhân giới. Cô cố giải thích nhưng chẳng một ai để tâm. Cô thấy việc cần làm sẽ còn nhiều nhưng anh hùng sẵn sàng ở bên cô đến khi cô hoàn thành mọi thứ. Một thời gian sau ma vương trở lại căn nhà ở nhân giới và được hầu gái chị cho biết anh thương gia đã đến gặp đông vương và muốn ông cùng anh giao thương với quỷ giới và anh lấy cả tính mạng ra đảm bảo nữ kỵ sĩ và ma vương đã tâm sự với nhau nữ kỵ sĩ không muốn xem vào cuộc tình giữa anh hùng và ma vương vì cả hai đã xem nhau là bạn nhưng ma vương thi thoảng vẫn nghĩ anh hùng xứng đáng với một cô gái bình thường hơn cả hai đã bắt tay nhau để cùng cố gắng chiếm lấy trái tim từ anh hùng tối đó tất cả đã cùng nhau ăn một bữa và khi ai nấy đã đi ngủ ma vương lại tâm sự với cô hầu gái về vấn đề của hầu gái chị ngày trước dù chỉ là con người nhưng lời nói của cô có thể thay đổi được nhiều người như vậy cô thấy rằng việc gặp được anh hùng đã cho cô thấy được nhiều thứ mới lạ của thế giới này và đó cũng là lý do cô yêu nó và muốn nó tốt hơn so với bây giờ phim đến đây cũng là kết thúc tạm biệt